Sáng nay, ngày 24 tháng 3 năm 2023, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam của trường tổ chức meeting kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và bế mạc kỳ thi kỹ năng nghề năm học 2022-2023. Trong phần bế mạc kỳ thi kỹ năng nghề năm học 2022-2023, ông Phạm Văn Tường, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức kỳ thi đã phát biểu tổng kết kỳ thi. Trong bài phát biểu của mình, ông đã đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi, đặc biệt là sự cố gắng của các thí sinh về dự thi để đạt thành tích cao. Điểm khác biệt của kỳ thi lần này là có sự tham gia, giám sát của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước đó, từ ngày 15 đến 17 tháng 3 năm 2023, kỳ thi kỹ năng nghề năm học 2022-2023 dành cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã được tổ chức với sự tham gia của 123 thí sinh ở 13 nghề. Kết thúc kỳ thi, ban tổ chức đã công nhận và trao giải cho 23 giải nhất, 38 giải nhì, 32 giải ba và 24 giải khuyến khích, cụ thể gồm nghề cơ điện tử 3 giải nhất, 1 giải nhì, nghề cắt gọt kim loại 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích, nghề công nghệ ô tô 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích, nghề công nghệ thông tin 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 7 giải khuyến khích, nghề chế tạo thiết bị cơ khí 2 giải nhất, 5 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích, nghề điện công nghiệp 3 giải nhất, 5 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích, nghề điện tử công nghiệp 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 2 giải khuyến khích, nghề hàn 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải khuyến khích, nghề hướng dẫn du lịch 2 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích, nghề kỹ thuật chế biến món ăn 1 giải nhất, 4 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích, nghề kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 2 giải khuyến khích, nghề quản trị nhà hàng 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích, nghề vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba.